xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè Nam Châu quốc tế. Tiếp tục những cấu hình sấp kép, không biết đôi thứ bao nhiêu nữa rồi, cũng chuẩn bị khai tử nốt cái mã này, chuyển sang mã khác giống cái dòng hỏa tiễn thôi. Nhiều quá thì là nó gãy cầu thế thôi, còn mẫu này thì không gãy cầu được, bởi vì nó không có điểm đặc biệt. Ví dụ như cái dòng hỏa tiễn em đã trình bày với các bác ý, là nó còn có phụ kiện như là chốt dây treo hoặc là củ X-Way này hay là họng check này thì có thể thiếu hàng được, thì là em sẽ khai tử. Còn riêng cái mẫu này thì khả năng cao là sẽ không khai tử, nói vui thế thôi, chứ còn là lúc nào chán thì sẽ không bán thôi, đúng không ạ? Và những mẫu này hiện tại bên em đang bán với một cặp này, nó cấu hình củ bát này là 16.500.000 bao ship toàn quốc cho các bác. Đây là một đơn đặt hàng của một bác khách ở trong miền Trung miền Nam gì đó, em không nhớ rõ thông tin địa chỉ, chỉ biết rằng là anh đã chốt đơn và chuyển khoản trước cho em là 6.500.000 và sau đó em đóng gói hàng xong gửi hàng cho các bác là thu nốt 10.000.000 là 16.500.000 bao ship cho các bác. Đấy, với cấu hình hiện tại thì em đang dùng cái ốc này và phải có độ nong đen củ bát ở đây Ethan Sound 18TN với kép 3000. Con này là đầu gấu nhất trong các loại bát mà em đã từng nắp. Từ 22 côn 100, 2 tầng côn, đôi bay cơn. Và công suất đỉnh điểm X là 10.000W trên 1 W. Công suất chương trình 3.600, công suất khởi chạy 1.800W. Đấy, rất là ghê gớm luôn. Còn đây mặt trước đây, mẫu năm 2002. Và đây là nguyên thanh nguyên kiện, chưa bóc thì em sẽ bóc ra nhé, để lắp vào chiếc súng này. Đấy, nếu như các bác nào mà làm nay sau sự kiện tiệc cưới, củ loa của các bác đánh suốt ngày hỏng cháy, hơi tí là cháy, hơi tí là hỏng, đánh không ra tiếng mà yếu, mà khối lượng thùng loa của các bác lớn ấy, các bác thay cho em cái củ bát này vào đánh cực hay luôn, chứ không có quá đâu nhé. Ở đây em không chơi với chữ quá, không có ai chơi với dương quá cả, quá là thừa rồi. Đấy, nếu như nhà ông làm gọi là quá có nhiều thùng loa mà chơi cái chữ quá thì hợp lý, chứ còn là riêng một cái đồ điện tử âm thanh này động đến chữ quá là không hay, nó không hợp lý với tất cả những cái gì liên quan đến đồ âm thanh, là có chữ quá không hợp lý. Đấy, nguyên đài nguyên kiện luôn, về unbox này cho các bác xem nhá. Hưng Yên một ngày gió rét, em gặp các bác trong tình trạng có gió và cũng đang rất là rét. Đây, nguyên đài nguyên kiện. Đây là bát 18TN W3000 18 inch, từ 22 côn 100, 2 tầng côn, đua vai côn. Con này thì chuyên đánh những cấu hình siêu khủng để các bác làm sự kiện tiệc cưới ngoài trời rồi. Còn các bác chơi gia đình mà chơi những cấu hình này thì em cũng không còn gì để mà tả nữa, nó đánh rất là tiếp. Đấy, thì một cặp này nên là 16.500.000 bao ship cho các bác, gửi xe, gửi bưu điện Viettel, hay là gửi Viettel, hay gửi Vietnam Post, hay là gửi bất cứ một bên giao hàng nào đó, thì là cái cước vận chuyển là bên em sẽ xử lý, được chưa? Ví dụ một cặp này gửi hết tầm 2-3 triệu là bên em phải lo. Còn nếu như các bác quan tâm, các bác đến tận cửa hàng thì em chỉ bán là 15 triệu giá tại cửa hàng, còn các bác mà cả là 14.900.000, đấy thế thôi, không bớt được nữa, còn bớt nữa là thôi chịu. Còn các bác bớt nữa thì các bác là chơi cái giá là em bao ship luôn nhá. Ví dụ các bác ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình hay là các tỉnh xung quanh ấy, hay là các bác cũng ở trong Hưng Yên thì là 15 triệu bao ship vào trong nội thành Hưng Yên. Còn xa hơn nữa thì em sẽ tính tiền thêm. Đấy, ví dụ thế nhá, các bác dễ tính tiền. Đây là cái hậu này, đây là cái thùng bên trong, nó có chạy dây này, dây này là dây 1.5 ly. Đấy, nhiều các bác bảo 1.5 ly này liệu đánh súng ok không, có bao giờ các bác đánh cháy thùng loa chưa? Các bác nào mua loa này, bây giờ em hỏi thật, các bác mua loa này của em rồi, đã bao giờ các bác đánh đánh gọi là đánh 1 đám cưới, 2 đám cưới hay là đánh 5 đám, 10 đám, đã bao giờ cái con này nó có vấn đề chưa? Đấy, từ lúc em bán thì em chưa gặp vấn đề một con nào bảo hành, mà mặc dù bát này bán tổng cộng là hơn 40 cặp rồi, còn nguyên chỉnh cả một đôi như này thì cặp này là cặp thứ 6.
chưa gặp bất cứ một vị khách nào ý kiến là bạn Độc ơi súp có vấn đề thế này thế kia, hay là các bác kêu là noa này nó thế này thế kia. Chỉ có mỗi cái các bác kêu là tại sao từ côn như thế mà đánh được cái công dân lớn thế, công nghệ của châu Âu nó thế. Đấy. Không linh tinh lên thuyền nữa, bây giờ anh em chúng em sẽ lắp vào và cố gắng sẽ test nhạc cho các bác xem. Hưng Yên một ngày gió rét này không biết là có đủ điều kiện để test nhạc không, chứ từ nãy giờ là nghe có vẻ là không ổn lắm rồi các bác ạ. Thời gian nó rất là gấp, hàng hóa có rất là nhiều nên là cũng tranh thủ một chút thôi để quay video. Bước ra tầm 10 phút để quay video thôi cho các bác. Đấy. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Giá là 16.500 bao ship, giá tại cửa hàng là 15 triệu. Đấy. Ok, xin kính chào tất cả các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.